đợt mình sử dụng vào công việc thì chấp nhận bán vốn. Còn đang làm nhà còn khoảng có tháng mấy khoảng nhiều. Tháng mới nữa về chỗ mới, khi nào về chỗ mới mình sẽ quay cho anh em xem ha. Cuối năm nay thì sẽ di chuyển về chỗ mới. Con này chắc bữa nay cắt lỗ tiếp xuống cho anh em còn 320. 320 hả? Con này bữa là 300 359 rồi dạ. 359 đầu tiên là con tính ra bữa nay lỗ dưới. Con này cũng nhiều như đầu tiên là 350 mà đúng không? 359. À 359 triệu. Sau đó. Bữa nay giảm chỉ còn 300 nó nằm lâu quá. 320. Tính ra là giảm mất 29 triệu à? 39 triệu. 39 triệu. Ok. Bữa nay xả hàng anh em luôn. Xả thêm nữa. Xả thêm nữa. Bữa trước là 215. 15 giảm xuống còn 210. Bữa nay cho nó về hẳn luôn, bán xả vốn anh em, còn 200 tròn. 200 tròn luôn. Đúng một phát là 10 củ luôn. Tính ra con này đã giảm 15 củ rồi. Con này bữa nay giảm cho anh em pháp bán bằng gốc cho anh em luôn. 140 triệu. 140 triệu. Bao mềm luôn. ABS 140 triệu bao. Đó. Kawasaki Z800 mà hôm nay còn 140 triệu luôn. Đó, anh em này. Nào mà xem clip này được thì anh em tới mua nha. Hai con này cho nó về bằng giá luôn. Con này thì mình đang bán là 129, giảm xuống hôm nọ còn 120. Bữa nay còn 110. À, 110. 110 triệu. Đó, Yamaha R1 bữa nay còn 110 thôi anh em. Tính ra cũng giảm tiếp tục các lỗ nữa là 29 triệu rồi. Đúng. Đó đâu, con này mới có 19. Mỗi con 19 triệu một con. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe theo yêu cầu của anh chị và các bạn nha. Rất là nhiều anh em có comment ở clip trước, mình có quay những dòng xe mới về. Anh em có comment yêu cầu mình là quay mấy cái phân khúc mà tầm trung cho tới 1000cc á. Thì chắc là mình sẽ cố gắng hôm nay mình sẽ quay hết cái phân khúc đó cho anh chị và các bạn á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Phong. Xin chào anh em nha. Trong này cập nhật lại xe là chính. Xe mới về hôm nay về có một con. Có một về hôm nay về được một con đó. Về con CVR. Còn anh em mới giờ hỏi mấy cái dòng mà EN Thunder đồ được này. Bữa nay hết hàng. Hết hàng rồi. HRC biển Long An. Cái độ cây bô của đầu tất cả các bạn ạ. Cái bô với cái kính chắn gió. Bô zin còn ăn. Bô zin không. Bô này nổ khá hay. Nổ hay. Con này chắc mắc tiền. Con này sẽ để cho anh em 58 triệu. 58 triệu. Con này lên được cái kính độ này. Lên kính độ. Cái bô. Kính với bô thôi. Rồi. Đây vẫn còn 3 con nữa. Thì ba con này nó đang có giá, bốn con này đang có giá từ 58 cho đến 62 triệu. Ok. Mình nhớ câu hỏi anh em có hỏi là CVR này trả trước bao nhiêu này. Bây giờ mình cứ tính như này đi, ngân hàng cho vay tối đa là 40 thì như con này nó là con cao nhất là 62 triệu thì anh em phải trả là 12 triệu và 22 triệu, 22 triệu phí ra tên nữa, áng chừng nó rơi vào khoảng 25 triệu. 25 triệu góp được rồi. Ok. Đó là tính còn cao nhất đó nha. Đúng rồi. Còn con thấp hơn thì trả ít thì ok. Mình quay mấy cái phân khúc thấp lên đi. Đấy, từ đây đi. Mở thêm qua vừa về hôm qua. Cập nhật lại. 10.000 cây biển 71 Bến Tre lên được cái cảng này. 2020, con này để cho anh em 87 triệu. Xe không biết chạy. Ok. Còn bên trong rồi. Này là map 300. Map
Mazda 300 này thì nó là dòng xe của Thái, nó một cái hãng mới, rất mới của Thái. Chất lượng thì nó không thể như thằng Thái, như thằng Honda Thái này được. Honda Thái còn này. Như Honda Thái 150 này mà nó đã đến 7 mấy, 80 triệu xe cũ. Như con này thì 77 triệu này. Đi có nhiêu? 3 ngàn coi à? 2 ngàn. Con này 300cc nhưng mà giá của nó thì chỉ có 55 triệu thôi. Nói chung quy lại nó chạy ngon hơn xe tổng tí. Ok. Còn thì 300cc so thì nó có rất là nhiều dòng. Không thể chạy bằng được. Đây có Ducati. Đi 22.000 cây, biển số 63 Tiền Giang. Và con này thì mình đang bán là 110 triệu, có bô độ bô zin. Còn con này thì sang tên về Dĩ An 4 tháng này chưa xong, nằm im. Bây giờ nhiều nơi nó quá ngóng lắm. Đăng ký có nhiều nơi là cái biển số A á, có nhiều nơi nó còn chưa cấp thôi. Nó khổ vậy. Bây giờ nó chuyển về cái xã phường nó còn chưa được bình ổn lắm. Ok. Rồi, bên này thì Honda Rebel 300. Rebel 300 thì còn lại 4 chiếc. Chiếc đầu tiên này nó là xe 2021, biển số 67 An Giang. Đi được 1.400 cây. Con này thì mình đang giảm xuống là còn 96 triệu. 96 triệu. Con màu đỏ là 2020, biển số thành phố Pleiku của Gia Lai. Thì con đó nó đi được 3.000 cây, mình đang giảm xuống còn 94. Con đen bên trong cùng là hồ sơ rút sẵn rồi, anh em chỉ về ra tên thôi đấy. Con đấy đồ chơi nó rơi vào khoảng chục triệu. Đi được 5.000 cây, 2019. Và đang bán giảm xuống là còn 92. À, 92. Từ hôm giảm giá thì đi mất 2 con rồi. Thì còn có 4 con. Từ hôm Bèo 500 cũng đi luôn à? 6. Ừ. 2021 biển Bình Dương. Xe đi có 1.200 cây đến như mới. 1.200 cây. Lên cảng này, lên chống giữa này. Lên ốp đèn này, lên yên liền. Hết chục triệu tiền đổ. Con này thì mình đang giảm xuống là còn 98 triệu. 98 triệu. Mấy con này hình như bữa là giảm 3 triệu đúng không ta? 3 triệu. Trước nó là 101 đó. 101. Đi mất hai con Bèo 300 với Bèo 500 thì cũng đi luôn rồi. Bèo 500 cũng đi rồi. Kawasaki Vulcan 650, xe 2019 biển Sài Gòn, 2018 nhầm, biển Sài Gòn, có đồ chơi khá khá. Có bô, có thùng cản. Đi được 19.000 cây và đang giảm xuống là còn 165. Còn con đây thì nó là 2016, biển Sài Gòn luôn. Đi 18.000 cây và đang giảm xuống còn 155 triệu. 155. Rồi, Z1000 thì bữa nay còn lại 3 con. Hôm bữa trong tuần thì có 2 con đời 22, màu cam với màu xanh ấy thì cũng đi hết. Đi hết luôn rồi đúng không? Về đúng rồi, màu cam với màu xanh. Màu xanh thì có 2 con đấy chứ. Màu xanh thì 2 con ấy đi từ đợt trước cơ, trước khi giảm nữa. 22 dạo này hot thật. 2 con xanh đấy anh em cọc chưa lấy. Có cái 2 con sau này rồi bạn. Con này thì nó là 2016, đăng ký 2017. Mình nói rõ là cái đát xe, cái năm sản xuất nó là 2016. Mà đăng ký nó ra giữa năm 2017, biển Gia Lai. Ok. Biển Gia Lai. Đó, nói rất rõ nha anh em. Tại vì cái đát và cái thời gian đăng ký là nó khác nhau á.
Đấy, tại vì nếu mà đúng đời 27 của nó là nó có báo số rồi, còn 26 này thì chưa. Con này thì đi có 12.000 cây, xe thì cực kỳ keng rồi, đi có 12.000 cây rất keng, nước sơn zin. Đấy, có lên thêm cái cây chống đổ, với cái bát đút gầm, ngoài ra chả có đồ chơi, không có, con này không có đồ chơi. Mình đang bán là 270 triệu, nghĩa là giá giảm rồi, 279 giảm. Con này là 270 rồi. 270. 2014 biển Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng này thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Xe thì nước sơn zin toàn bộ, có lên được chống đổ, đèn trợ sáng, trợ lực, bảo vệ lốc máy. Con này thì đang giảm xuống là còn 220 triệu. 220 triệu. Ok. Rồi. Z1000 bản R. Bản R 2018 biển 62 Long An, đi 9.479 cây. Xe tất cả đều nguyên bản hết. Con này chắc bữa nay cắt lỗ tiếp xuống cho anh em còn 320. Con này bữa là 359 rồi giảm. 359 đầu tiên là con tính ra bữa nay lỗ dưới. Con này cũng nhiều, như đầu tiên là 350 mà đúng không? 359. 359 triệu. Sau đó bữa nay giảm chỉ còn 300 nó nằm lâu quá. 320. Tính ra là giảm mất 29 triệu à? 39 triệu. 39 triệu. Nếu mà so cái đợt đầu nó mới về. Thì đó, con này tính ra là cắt lỗ bên này, cắt lỗ 39 triệu rồi, cắt lỗ 3 lần rồi. CB1000R đời 2020 biển Gia Lai. Đi thì có 4.000 cây thôi. Xe nước sơn zin không chảy một vệt. CB1000 Neo Sport. Con này thì biển Gia Lai sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 375 triệu. 375. Rồi, mình thấy hôm qua có cái anh trai gì đó có hỏi về cặp CB650R này. Đấy, con này thì nó là biển thành phố Sa Đéc. Đi 2.490 cây. Zin tất, chỉ lên thêm cái cản chống đổ với cái ba ga sau. Xe đăng ký năm 2022. Con này chủ phố thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Dàn ngoài thì không tì vết. Con này thì mình đang bán là còn lại là 235 triệu. Con đen bên 235. Trong thì nó là 2020, đi 19.000, biển Long An. Con đấy thì nó có bô độ, bô zin, chống đổ, có bấy nhiêu thứ. Và đang bán là 210 triệu. 210. Mấy con này cũng đã cắt lỗ rồi nha anh em. Giảm hôm bữa là 219. Giảm còn 210. Rồi. Cái này thì cái này tôi luôn đi. ZX25R Kawasaki á. 2022 đi 700 cây. Con này chủ phố biển 61, biển Thuận An, nó là thành phố Thuận An. Anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Con này ngoài đồ chơi ra thì nó còn nguyên bản đồ zin hết. Có đi kính chắn gió, một cái vài cái vẻ với chống đổ. Con này thì mình đang bán là 279 triệu. 179 nha. À quên, 179. Tí nữa nói 279 anh em chạy sạch luôn. Xe mới giờ là 190 mấy. Chưa rồi. Giấy tờ nếu mà chủ phố thì nó ra khoảng cỡ ngoài 200. Cho anh em mua thì nó chỉ rẻ được đi so xe mới được 20, hơn 20 cũng không có nhiều đâu. Mà cái loại này bây giờ nó ít bán ra ngoài thị trường thì nó không có mức giá rẻ.
hết xăng. Con này là CB CBR 650 2020 thì 9.000 cây. Có bô độ, bô zin, vài món đồ chơi. Biển Quảng Nam. Con này thì mình đang giảm xuống còn 210 triệu. Ok. Bữa nay xả hàng anh em luôn. Xả thêm nữa. Xả thêm nữa. Bữa trước là 215. 15 giảm xuống còn 210. Bữa nay cho nó về hẳn luôn, bắn xả vốn anh em, còn 200 tròn. 200 tròn luôn. Đùng một phát là 10 củ luôn. Đúng. Tính ra con này đã giảm 15 củ rồi. Về vốn. Đấy. Rồi. CBR 650F. Hết xăng. Hết xăng luôn. Hết xăng yếu bình. Đi có 6.000 cây biển Sài Gòn. Nó lên bảo vệ lốc máy rồi là chống đổ. 28. Và con này thì mình đang giảm xuống còn 178. 178 triệu. Từ 183 giảm 178. Rồi. Đây. CB 1000R. Con này đời 2009. Không nổ xăng còn lò bò hết luôn. Hết xăng lên không nổi. Đi 27.000 cây. Dàn áo thì có sơn dọn lại vài chỗ, máy móc gì. Đấy, con này thì mình đang giảm xuống còn 165. 165 không giảm được luôn. Con này là hết giảm đâu. Hết giảm. Rồi, Z800 thì hôm nay còn 2 con à? Hết biểu mình. Biển Hải Phòng. Đi được 20.000 cây chuẩn luôn. Lốp còn theo xe. Biển Hải Phòng này thì anh em sang tên về đâu chỉ đóng 1% thuế thôi. Con này bữa nay giảm cho anh em Pháp bán bằng gốc cho anh em luôn. 140 triệu. 140 triệu. Bao mềm luôn. ABS 140 triệu bao. Đó. Kawasaki Z800 mà hôm nay còn 140 triệu luôn. Được, anh em này. Nào mà xem clip này được thì anh em tới mua nha. Hai con này cho nó về bằng giá luôn. 140 triệu. 140 triệu luôn một con. Anh em muốn lựa nào? Mình thấy hai anh em xanh cái cặp này nhiều lắm đấy. Đang xảo vốn xe để quay vào để hoàn thiện nhà. Đấy, anh em sau cuối năm anh em về chỗ mới. Đó. Về đường Nguyễn Tri Phương. Đây là Z 650. Con này thì nó đi có 2009 thôi, 2017 biển biển gì nhỉ? Biển con này hồ sơ rút sẵn rồi, trước gốc và biển Tây Ninh. Để cho anh em bữa nay xuống nữa cho anh em luôn. Còn 139 xuống 132 à. Bữa nay xuống còn 125 triệu. 125 triệu. Bán đấy, anh em cứ nhìn đi. Giá này 139 triệu này mà bữa nay giảm xuống còn 125 triệu. 25. Con này đấy. Này. Con này cho bằng giá với con đó. Ghê à? Cho hai con bằng nó luôn. CB 500F. Nè, 139 luôn nè. Đi xuống thành phố 500F thì giảm xuống còn 125. Đó, lý do thì anh đã nói rất rõ. Có những anh em mới xem lần đầu anh em cứ bảo là gì tăng giá hay là cứ toàn là sử dụng giảm giá. Anh em mình cứ xem clip mình biết à. Khi nào mà mình có công việc hoặc vào cái đợt giảm giá nó mới có giảm. Nhưng đúng mà rồi. Thường thì không có giảm đâu. Anh em nào mà mua xe bên này thường xuyên thì biết. Với cái xe 150 này thông thường toàn bớt 900 ngàn một xe, không phải là bớt hơn. Nhiều lúc anh em còn tới trả giá mà giảm 1-2 triệu còn không bán 500 còn chưa chịu. Chứ không phải anh em cứ nói là cứ sử dụng giảm giá, không phải đâu.
lúc cần phải vào cái đợt mình sử dụng vào công việc thì chấp nhận bán vốn. Còn đang làm nhà còn khoảng có tháng mấy khoảng nhiều. Tháng mới nữa về chỗ mới, khi nào về chỗ mới mình sẽ quay cho anh em xem ha. Cuối năm nay thì sẽ di chuyển về chỗ mới. Chỗ đây thì vẫn còn hoạt động nhưng mà chỉ nguyên về tay ga với côn số thông thường. Rồi. KTM. KTM RC 390 biển Sài Gòn. Hôm bữa nó bị chập tròn với mát cái đồng hồ đi chỉnh. Nay về là này bữa báo giảm xuống cho anh em còn 62, bữa nay cho về 58 luôn, bán 58 luôn. Đấy, anh em nào cứ xanh miết từ hôm nay nữa. Hôm nay anh em mua thì mình tranh thủ ha. 58 triệu KTM RC 390 ha. Lấy cái bút màu đó. Lấy cái bút lông đánh dấu vào không lúc quên. Anh em xem video mà nghe đến cái giá mà đến mà lỡ mà có nhầm lẫn á thì anh em cứ nói sẽ có nói. Xem clip 50 triệu. Nhiều khi là nổi hứng lên chị ơi. Đưa em cái bút màu coi. Cái nào cũng được, xanh đỏ gì cũng được. Nhiều khi nổi hứng lên giảm giá là có lúc sẽ bị quên. Con này giảm xuống còn 58. Đây. Cặp này hôm nay cũng cắt lỗ cho anh em luôn. Con này là bữa còn bao nhiêu ta? Bữa giảm còn 130, bữa nay cắt lỗ xuống còn 120 luôn. 120 luôn. Đó. CBR 600. C205. Nhiều bạn thắc mắc tại sao mà tất cả xe hãng ở đây là bảo hành mà riêng cặp này mình không bảo hành. Máy rất êm nhưng mà nó đời cũ quá, đời 2005, đời sau quá. Bảo hành sao là nó rất là khó. Còn mà máy nổ rất êm, nắm xuông mà bảo hành miệng thì nó dễ mà. Đó. Còn bảo hành thực tế thì nó phải chuẩn chỉ thì mới dám bảo hành. Đời sâu quá rồi, nhiều khi thì lỡ chả may thì lỡ nó chạy chết cái IC hay là cái mô bin sườn chẳng hạn. Chứ máy thì nó không thể hỏng được. Hoặc cái mấy cái đời này này nó cũng hay bị cái bệnh là nghẹt cái đường ống nước. Đấy, đang bình thường nổ êm ái không sao, lỡ chạy mà nó nghẹt đường ống nước chẳng hạn, bắt đền mình thì nó cũng hơi khó xử, tại vì nó đời nó sâu quá. Anh em đến đây mua nổ thử, test chạy thử thoải mái, ưng ý xuống tiền. Còn riêng mà cái cặp mà thanh lý hải quan này thì mình sẽ không bảo hành, còn tất cả những cái xe chính hãng còn lại bảo hành 6 tháng ấy. Ok, đó, 120 triệu. Ở Yamaha R1. Con này thì mình đang bán là 129, giảm xuống hôm nọ còn 120, bữa nay còn 110. 110 triệu. Đó, Yamaha R1 bữa nay còn 110 thôi anh em. Tính ra cũng giảm tiếp tục các lỗ nữa là 29 triệu rồi. Đó đâu, con này mới có 19. Mỗi con 19 triệu một con. Nhưng mà bữa trước nữa. Đó. Bữa đầu tiên về cũng là 129. Bữa trước 129 mà. 129, bữa nay còn 110. Bữa nay 110, trong đúng rồi, 119 triệu. Em ơi, con đấy anh nhận cọc khách rồi. Z300 xe 2017 biển Bình Dương đi 18.000 cây. Con này nó cũng là chủ phố. Anh em sang tên về đâu thì cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Chiếc này thì mình đang giảm xuống là còn 75 triệu. Rồi, CBR 250. Anh em hỏi khá nhiều từ về cái. Bữa mình giới thiệu chưa có hết ý. Nên anh em nói là giá cao rồi thì từ từ anh Phong anh chị. Cái giá cả thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua anh em. Nếu thông thường đời 2018 nhé, mà xe nó chạy khoảng trên 10.000 cây không có đồ gì ấy. Thì nếu mà mình bán ra cũng chỉ khoảng cỡ 100 mấy triệu thôi. Trăm lý thôi đúng không? Nhưng con này thì nó đắt hơn thông thường khoảng chục triệu. Cái thứ nhất là xe 2018 nó đi đúng chuẩn đồng hồ là 5.000 cây.
đi đúng hay không anh em đến coi vào cái lốp xe, cái đĩa xe. Đấy, lốp xe này anh em có nhìn không? Mình lốp zin theo xe đáp theo năm sản xuất chứ không phải là lốp thay mới mà để mà nó dày thì cái đấy không có nói. Còn anh em báo là một phần, cái thứ hai về cái đồ chơi của nó rơi vào khoảng cứ mười mấy 20 triệu. Đấy là mình tính sơ sơ thôi. Một cái cây bô phun cổ như kia thì cũng gắn hết hơn 10 triệu rồi. Đó, phun cổ titan luôn. Yên solo rồi là mấy cái món nhỏ nhỏ nữa. À đây có anh em thì lại bỏ xe té ngã hay sao mà lại không thích cái gù này. Đây, mấy cái gù này. Nhiều khi anh em khôm thì gắn gương gù, khôm thì tháo bô nó ra, xong thì để chống lốc. Còn chầy té hay không anh em đến trực tiếp mình đánh giá cho nó thuận tiện. Tại vì xe mình ngày xưa mình đã từng bán một con 2018 2019 mà có 70 mấy triệu á. Thì con đấy nó bị tai nạn. Đúng rồi. Mà bán nhớ cái con nào, cái con đó biển số biển Đà Nẵng ấy. Ừ. Đâu con đấy là biển 38. Đấy, con đấy bán có 70 mấy triệu nhưng mà xe tai nạn, đúng không? Thì ở đây mà xe tai nạn hay là có vấn đề về xe là thông báo cho anh em rõ lắm. Hay như đợt vừa rồi mình có bán con ZX10 rồi ạ. Ừ. Thì cũng nói thẳng luôn là rẻ hơn với giá trị bình thường cả 100 triệu thì tất nhiên nó phải có vấn đề. Và xe tai nạn, xe bị té đổ thì mình cũng thông báo với anh em nó rõ ràng luôn. Nhưng mà để bùa phép vào rồi thì xong rồi báo là xe bình thường thì ở đây không bán. À. Nhưng mà rồi anh em thấy không, cũng mua thôi, thuận mua vừa bán, anh em tới test ok. Rồi. Quan trọng nó té nhưng đúng mà hợp lý với cái giá té của nó là được, chứ đừng té mà bán với giá xe thông thường không được thôi. Ok. Không? Hay là cho dù là nó là xe làm máy rồi, độ máy rồi đi chăng nữa thì nó có giá trị của xe độ máy và xe làm máy. Không? Còn xe thông thường mà anh nào mà anh bán xe mà làm máy mà anh báo nó là xe zin ấy thì cái đấy nó là cái vấn đề lớn. Ở đây thì mình ít khi bán xe rớt đầu. Nhưng lâu lâu thì vẫn có một vài con, không thể tránh được cái trường hợp mà anh em đi lâu năm mà bán lại nhiều xe nó bị lỗi. Thì mình sẽ thông báo chi tiết cái lỗi cho anh em để mua với mức giá nó hợp lý nhất. Đây, R3 2018 biển số 60, à quên con này biển số 67 An Giang. Đi 14.000 cây rút sẵn hồ sơ rồi. Và con này mình đang bán là 75 triệu. 75 triệu. Còn tiếp theo thì biển số 81 Gia Lai, con này đi 36.000 cây, cũng 75 triệu luôn. Con tiếp theo R3, con này thì bị tua đồng hồ, con này đi 30.000, tua còn có 3.000. Lên cái ốp bình xăng, lên bô độ, 75 triệu. 25 triệu. Con này thì nó vọt cao hơn tí, tại vì nó đi có 2.000. Hôm trước cái con 1.300 thì anh em mua rồi. À, con 1.300 mua rồi. Hết xăng, đi có 2.000 cây. Có nhiều cách để mà đánh giá xe đi nhiều đi ít lắm. Ở đây anh em đến mua, ví dụ mà không biết mình còn hướng dẫn cho anh em bình thường. Còn có sẽ có nhiều câu nói của anh em mà... Con này hiện tại là giá nhiêu? Con đấy cao là hơn luôn. 87 triệu. 87. Ừ. Tất nhiên là cửa hàng bán thì cái gì nói cũng phải ngon. Nhưng quan trọng là cái người bán như thế nào. Ở đây có những cái dòng xe mà nhiều khi anh em đến mua mình bảo dở lắm đừng có mua. Mua cái con khác nó hơn tí. Nhưng mà nhiều anh em cứ thích cái mẫu như vậy thì không biết làm sao. Đúng không? Tư vấn kỹ để anh em mua xe. Nhưng đúng quan rồi, trọng là còn sở thích nữa. Đúng rồi. Đấy. Con này thì đi 25.000 cây biển Gia Lai mà rút sẵn hồ sơ rồi. 75 triệu. Đầy con, ví dụ như con này đấy anh em bảo sao mà đắt như xe mới. Xe mới thì đúng là nó có 129 thôi. Mình thì bán 115, nhưng anh em phải tính thêm vào cái tiền để ra biển số Đà Lạt ấy, mình tính nhẹ nhàng 129 cộng với lại 10 triệu đi. Thuế phí biển số thì cũng người 139 triệu. Không đây, thì như con xe này thì nó sẽ giảm đi so xe mới khoảng 20 triệu. Anh em cứ ra tham khảo đi, được thì tao đâu ủng hộ ha. Mấy con xe này nó cặp mới đi, quá à. Nó đi có 243 cây thì nó phải khác hoàn toàn với những cái xe mà chạy mười mấy 20.000 nữa. Nếu mà đời này nhá, hiện tại có những con anh em đang bán ở bên ngoài thì nó chỉ rơi vào khoảng 100 lẻ thôi.
100 lẻ. Nhưng 100 mà đi nhiều đúng không? Nhưng mà sẽ đi nhiều hơn một chút, đấy là rõ ràng. Nó không tại còn là cái mức anh em nên, cây nữa. Nên nhớ như này nè, có những con xe bị tua đồng hồ nữa. Nhiều lúc là họ có thực với anh em thôi, không hay tôi thôi. Thì lúc anh em thấy cứ nói tiệm bên kia sao đi có 1.000 coi lại bán giá rỉ hơn rất nhiều. Nhưng mà anh em để ý cái chất xe nữa. Tại mua xe cũ nó còn nhiều cái liên quan. Tua thì đồng hồ xe gì nó cũng tua được. Đúng kể rồi. Cả ô tô loại hạng sang nhất vẫn tua được. Nên thì nói chi với cái xe máy. Nhưng cái quan trọng là cái người bán đúng cho rồi. Anh em là cái đồng hồ có đem đi để tua về bán cho anh em hay không. Rồi, anh em mình thôi có hỏi còn Ninh ra 400 này. Cái này còn một cái. À, còn một cái thôi. Con này thì đang giảm xuống còn 105. Xe đi 14.000 cây. Đấy. Đời 2019 đang rút hồ sơ. Đấy thì cái phân khúc mà phân khối lớn thì mình cũng vừa mới báo xong. Có những con thì mình đang cắt giảm giá rất là sâu. Đó. Anh em nào mua thì chịu khó. Từ tới ông hồ đó. Tại vì con đợt này là từ giờ đến Tết đang giảm rất sâu, mình sử dụng công việc. Đó, anh em nhớ nha, đấy, báo rất kỹ nha, cần tiền. Còn con cuối cùng con này nữa nhá. KTM RC 200. Đây có 45 triệu. Biển Gia Lai đời 2015. 45 triệu. 45 triệu. RC 200. Ok. Đó, anh này ủng hộ R15V3 này anh em. Nhanh gọn. Rồi, anh em nào mua thì mình tranh thủ thời gian mình ghi tới cửa hàng. Thứ hai mình có thể là liên hệ qua số Zalo, số điện thoại mình để trực tiếp bên trên đó. Phân khúc cắt lại cái khuyên. Anh em nào mà muốn coi kỹ hơn thì xem nào mình cứ nhắn tin qua Zalo thôi. Tại vì xe nào mình cũng có quay cái video lẻ. Ví dụ anh em cần xem cái con này đi, cần xem chi tiết cái con này. Em tin cần xem KTM RC 200. Hoặc anh em nhiều khi mà đọc cái tên anh em không nhớ. Đó, có rất nhiều anh em là chụp lại màn hình. Chụp ngay nó lại xong gửi cho em để em rồi. Biết là nó còn này, nó mất hay nó bán rồi ngay. Rồi em sẽ gửi cho cái video thực tế để anh em coi. Tại vì khi mà dựng xe như này nó rất là chật nên không có quay được như không gian rộng như này mà quay các bên của một chiếc xe. Rồi, xin chào anh em nhé.